Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc chiều 31 tháng 7 cho biết vừa ra quyết định xử phạt một hành khách vì hành vi lăng mạ nhân viên hàng không. Cháu và bé nó phải ở lại, phải đi đây lại, con cháu đi, con ở đây thì giờ và cho vào. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 50 ngày 30 tháng 7, hành khách HVT sinh năm 1982, thường trú tại Mỹ Tranh, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, để làm thủ tục lên máy bay, chuyến bay VG401 từ Hà Nội đi Đà Lạt, cất cánh lúc 10 giờ 40 cùng ngày tại cửa ra máy bay số 13, tầng 2, nhà ga hành khách T1. Do hành khách đến làm thủ tục muộn, nên hãng hàng không Vietjet đã cắt khách. Không được bay, hành khách HVT yêu cầu gặp đại diện hãng để giải quyết. Trong quá trình làm việc, hành khách T đã to tiếng, chửi bới, lăng mạ và nhổ nước bọt vào nhân viên NMB của hãng hàng không Vietjet. Lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm An ninh Hàng không sân bay Nội Bài đã lập biên bản sự việc và bàn giao Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử lý theo quy định. Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt hành khách HVT 2 triệu đồng theo quy định của Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do lỗi thực hiện hành vi lăng mạ nhân viên hàng không tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình trang thiết bị hàng không dân dụng.